Trường hợp mà người Dạ, khiếu thưa nại chị. người ta không đến Vâng. làm việc thì cái cơ quan có thẩm quyền không có quyền tạm đình chỉ giải quyết vụ việc, bởi Vâng. vì hiện nay trong luật khiếu nại thì không có quy định tạm đình chỉ giải quyết trong cái trường hợp đó. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái giải quyết vụ việc khiếu nại thì hiện nay nó có thời hạn. Vâng. Thế thì đương nhiên là giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai thì trong luật khiếu nại nó có quy định cụ thể về cái thời hạn giải quyết. Do vậy mà cái cơ quan có thẩm quyền thì anh có trách nhiệm phải giải quyết vụ việc trong thời hạn do pháp luật quy định. Còn anh giải quyết quá hạn thì đấy là cũng là cái vi phạm cái quy định về thời hạn đấy.